hoặc giúp an trụ pháp nội không cho đến vô tính tự tính không, hoặc giúp an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, hoặc giúp an trụ thánh đế khổ tập diệt đạo, hoặc giúp tu hành tám giải thoát cho đến mười biến xứ, hoặc giúp tu hành tịnh quán địa cho đến như lai địa, hoặc giúp tu hành cực hỷ địa cho đến pháp vân địa, hoặc giúp tu hành tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa, hoặc giúp tu hành năm loại mắt sáu phép thần thông, hoặc giúp tu hành mười lực như lai cho đến mười tám pháp phật bất cộng hoặc giúp tu hành 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ hoặc giúp tu hành pháp không quên mất tánh luôn luôn giả hoặc giúp tu hành trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoặc giúp an trụ quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề hoặc giúp an trụ vào địa vị thù thắng của bồ tát hoặc giúp an trụ quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư phật thiện hiện ý ông nghĩ sao lúc ấy hóa phật và chụp đệ tử đã được hóa ra có chỗ phân biệt và có phá hoại đối với các pháp không thiện hiện đáp không thưa thế tôn vì tất cả pháp do biến hóa ra không phân biệt Phật bảo thiện hiện. Vì lý do này nên biết các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, cũng như vậy thuyết pháp thích hợp cho các hữu tình. Tuy không phân biệt phá hoại pháp tướng nhưng có thể như thật an lập hữu tình, giúp họ an trụ vào địa vị thích hợp. Đối với hữu tình và tất cả pháp, tuy hoàn toàn vô sở đắc nhưng vị ấy giúp hữu tình giải thoát vọng tưởng điên đảo chấp trước, trước, do lấy không trói không mở làm phương tiện vì sao thiện hiện vì bản tánh của sắc cho đến bản tánh của thức không trói không mở nếu pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải sắc cho đến chẳng phải thức vì sao vì sắc cho đến thức hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của nhãn xứ cho đến bản tánh của ý xứ không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải nhãn xứ cho đến chẳng phải ý xứ vì sao vì nhãn xứ cho đến ý xứ hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của sắc xứ cho đến bản tánh của pháp xứ không trói không mở. Pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải sắc xứ cho đến chẳng phải pháp xứ. Vì sao? Vì sắc xứ cho đến pháp xứ hoàn toàn vắng lặng. Thiện hiện bản tánh của nhãn giới cho đến bản tánh của ý giới không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải nhãn giới cho đến chẳng phải ý giới vì sao vì nhãn giới cho đến ý giới hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của sắc giới cho đến bản tánh của pháp giới không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải sắc giới cho đến chẳng phải pháp giới vì sao vì sắc giới cho đến pháp giới hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của nhãn thức giới cho đến bản tánh của ý thức giới không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải nhãn thức giới cho đến chẳng phải ý thức giới vì sao vì nhãn thức giới cho đến ý thức giới hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của nhãn xúc cho đến bản tánh của ý xúc không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải nhãn xúc cho đến chẳng phải ý xúc vì sao vì nhãn xúc cho đến ý xúc hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến bản tánh của các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải là các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến chẳng phải là các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra vì sao vì các cảm thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến các cảm thọ do ý xúc làm duyên sanh ra hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của địa giới cho đến thức giới không trói không mở. Pháp nào có bản tánh không trói không mở, thì pháp ấy chẳng phải địa giới cho đến chẳng phải thức giới. Vì sao? Vì địa giới cho đến thức giới hoàn toàn vắng lặng. Thiện hiện bản tánh của nhân duyên cho đến bản tánh của tăng thượng duyên không trói không mở. Pháp nào có bản tánh không trói không mở, thì pháp ấy chẳng phải nhân duyên cho đến chẳng phải tăng thượng duyên. Vì sao? Vì nhân duyên cho đến tăng thượng duyên hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của các pháp do nhân duyên sanh ra không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải các pháp do nhân duyên sanh ra vì sao vì các pháp do nhân duyên sanh ra hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của vô minh cho đến bản tánh của lão tử không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải vô minh cho đến chẳng phải lão tử vì sao vì vô minh cho đến lão tử hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của bố thí ba la mật đa cho đến bản tánh của bát nhã ba la mật đa không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải bố thí ba la mật đa cho đến chẳng phải bát nhã ba la mật đa vì sao vì bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc không trói không mở. Pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Vì sao? Vì bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc hoàn toàn vắng lặng. Thiện hiện bản tánh của bốn niệm trụ cho đến bản tánh của tám chi thánh đạo không trói không mở. Pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải bốn niệm trụ cho đến chẳng phải tám chi thánh đạo. Vì sao? Vì bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của pháp môn giải thoát không và bản tánh của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải là pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện vì sao vì pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của pháp nội không cho đến bản tánh của vô tính tự tính không không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải là pháp nội không cho đến chẳng phải Vô tính tự tính không Vì sao? Vì pháp nội không cho đến Vô tính tự tính không hoàn toàn vắng lặng Thiện hiện bản tánh của chân như Cho đến bản tánh của cảnh giới Bất tư nghỉ không trói không mở Pháp nào có bản tánh không trói không mở Thì pháp ấy chẳng phải là chân như Cho đến chẳng phải là Cảnh giới bất tư nghỉ Vì sao? Vì chân như Cho đến cảnh giới bất tư nghỉ Hoàn toàn vắng lặng Thiện hiện bản tánh của Thánh Đế Khổ tập diệt đạo không trói không mở Pháp nào có bản tánh không trói không mở thì Pháp ấy chẳng phải là thánh đế khổ tập diệt đạo. Vì sao? Vì thánh đế khổ tập diệt đạo hoàn toàn vắng lặng. Hiện hiện bản tánh của tám giải thoát cho đến bản tánh của 10 biến xứ không trói không mở. Pháp nào có bản tánh không trói không mở thì Pháp ấy chẳng phải là tám giải thoát cho đến chẳng phải là 10 biến xứ. Vì sao? Vì tám giải thoát cho đến 10 biến xứ hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của tịnh quán địa cho đến bản tánh của như lai địa không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải là tịnh quán địa cho đến chẳng phải như lai địa vì sao vì tịnh quán địa cho đến như lai địa hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của cực hỷ địa cho đến bản tánh của pháp vân địa không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải là cực hỷ địa cho đến chẳng phải pháp vân địa vì sao? Về cực hỷ địa cho đến pháp vân địa hoàn toàn vắng lặng, thiện hiện bản tánh của pháp môn đà la ni và bản tánh của pháp môn tam ma địa không trói không mở. Pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải là pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa. Vì sao? Vì pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của năm loại mắt sáu phép thần thông không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải là năm loại mắt sáu phép thần thông vì sao vì năm loại mắt sáu phép thần thông hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của mười lực như lai cho đến bản tánh của mười tám pháp phật bất cộng không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải là mười lực như lai cho đến chẳng phải mười tám pháp phật bất cộng vì sao? Vì mười lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng hoàn toàn vắng lặng, thiện hiện bản tánh 32 tướng tốt của bậc đại sĩ và bản tánh của 80 vẻ đẹp không trói không mở. Pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của bậc đại sĩ. Vì sao? Vì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của pháp không quên mất và bản tánh của tánh luôn luôn xả không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải pháp không quên mất tánh luôn luôn xả vì sao vì pháp không quên mất tánh luôn luôn xả hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải là trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng vì sao vì trí nhất thiết trí đạo tướng trí nhất thiết tướng hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của quả dự lưu cho đến bản tánh của độc giác bồ đề không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải là quả dự lưu cho đến chẳng phải độc giác bồ đề vì sao vì quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát và bản tánh của quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Phật không trói không mở. Pháp nào có bản tánh không trói không mở thì Pháp ấy chẳng phải là tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Phật. Vì sao? Vì tất cả các hạnh của Đại Bồ Tát và quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề của Phật hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của pháp thiện và pháp ác không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải là pháp thiện và pháp ác vì sao vì pháp thiện và pháp ác hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh của pháp hữu ký và bản tánh pháp vô ký không trói không mở pháp nào có bản tánh không trói không mở thì pháp ấy chẳng phải pháp hữu ký và pháp vô ký vì sao vì pháp hữu ký và pháp vô ký hoàn toàn vắng lặng thiện hiện bản tánh hữu lậu và pháp vô lậu